Chào các bạn, mình đang ở gian hàng của Intel ở CES 15 và đây họ có giới thiệu một cái giải pháp quản lý mật khẩu cũng như là một cái giải pháp sử dụng mật khẩu mới hơn là cách chúng ta hay sử dụng mật khẩu bằng văn bản. Thì họ gọi cái này là TrueKey. Ở đây chúng ta có một ứng dụng tên là TrueKey. Thì TrueKey là cái thành quả mà sau khi Intel đã mua lại cái công ty bảo mật PasswordBox. Thì họ cho biết là cái TrueKey này sẽ cho phép chúng ta đăng nhập vào những cái tài khoản mà chúng ta hay sử dụng, ví dụ như là Gmail, PayPal, Yahoo, Twitter, Facebook, rất là nhiều những cái dịch vụ ở đây bằng một cách rất là đơn giản, và chúng ta không phải gõ password như là chúng ta hay làm. Thì Intel làm bằng cách nào? Intel cho biết là TrueKey sẽ quét khuôn mặt của chúng ta và sử dụng cái khuôn mặt này để làm cái mật khẩu, thay vì là chúng ta phải gõ mật khẩu như thông thường. Thay vì chúng ta phải gõ mật khẩu khi đăng nhập vào máy tính hoặc là vào những cái dịch vụ online, thì chúng ta chỉ cần sử dụng TrueKey để nó quét khuôn mặt chúng ta, và TrueKey sẽ sử dụng những cái yếu tố mà duy nhất với chúng ta, ví dụ như là khuôn mặt, thậm chí là khoảng cách từ mũi đến mồm, hoặc khoảng cách từ khoảng cách giữa hai con mắt để phát hiện ra là đó là chúng ta và chứ không phải là một ai khác để đăng nhập vào cái dịch vụ của chúng ta. TrueKey có một tính năng rất là hay, đó là mở khóa máy đó bằng chính khuôn mặt của chúng ta. Bây giờ mình sẽ demo cho các bạn xem. Đây chúng ta. Ok, đó anh ấy đang cho khuôn mặt của anh ấy vào để mở khóa cái máy này. Rất là tuyệt vời. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem ha. Một cái máy chạy Windows 8 đó. Nó sẽ sử dụng chính khuôn mặt chúng ta. Nếu mà cho khuôn mặt khác vào thì chúng ta không nào mở khóa cái máy này được. Ở đây ví dụ mình đang để khuôn mặt của mình vào thì nó đang nhận diện để xem có phải cái chủ nhân của máy hay không ạ. Đó, nhưng không phải, nó báo lỗi. Và bây giờ một anh khác, anh cho mặt anh vào thì mở được ngay. Rất là tuyệt vời. Như vậy thay vì chúng ta phải gõ mật khẩu thì chúng ta chỉ cần ngồi trước máy tính và nó nhận diện khuôn mặt chúng ta và sẽ mở được cái máy này. Rất là nhanh chóng và đơn giản. Ngoài ra thì ứng dụng này cũng sẽ liên kết với điện thoại Android để sử dụng chính cái điện thoại Android để mở khóa cho cái ứng dụng TrueKey ở trên máy tính. Ví dụ đây mình đang có một cái điện thoại Android và mình đó, chỉ cần vút cái điện thoại Android sang là có thể mở khóa trên máy tính. Cả hai nó sẽ tương thích kết nối với nhau. Đây là giao diện ứng dụng TrueKey ở trên điện thoại Android. Intel cho biết là TrueKey này dành cho cả iOS, cả Mac, cả Android, cả Windows. Nhưng mà theo như mình biết thì chỉ có Windows và Android là mới có khả năng nhận diện khuôn mặt để mở khóa. Chứ còn ở trên iOS thì và Mac thì nó chỉ là cái ứng dụng quản lý mật khẩu thông thường như ở trên như ở những cái ứng dụng khác như OnePassword chẳng hạn. Đó thì đây là giao diện chính của TrueKey ở trên Android. Nhìn nó rất là trực quan và dễ sử dụng. Ở đây là những cái ứng dụng mà chúng ta đã thêm vào. Chỉ việc ấn vào đây là có thể mở vào ứng dụng luôn, chúng ta không phải gõ mật khẩu. Ở đây là Favorite, tức là những cái dịch vụ chúng ta thêm vào, tức là chúng ta chỉ cần bấm vào là nó vào chứ không phải là gõ mật khẩu gì hết. Ngoài ra còn có một cái phần là Logins, thì ở đây sẽ liệt kê hết tất cả những cái mật khẩu của chúng ta của từng dịch vụ đó. Ví dụ đây Dropbox, nó liệt kê hết. Như vậy thì nó ngoài cái việc bảo mật tức là để mở khóa thì TrueKey còn là một cái ứng dụng quản lý mật khẩu rất là tuyệt vời. Intel có cho biết là cái TrueKey của họ đang hoạt động ở cái phiên bản giới hạn, tức là nó không dành cho toàn bộ người dùng hiện tại mà chúng ta phải sử dụng một cái code để sử dụng, có thể sử dụng TrueKey. Thì TrueKey sẽ có hai phiên bản, bao gồm phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí. Ở phiên bản miễn phí bạn sẽ có khả năng lưu trữ lên tới 15 mật khẩu, quản lý 15 mật khẩu. Còn nếu mà phiên bản trả phí thì chúng ta sẽ được lưu trữ thoải mái hơn. Giờ giá cho cái dịch vụ này một tháng là 1.99 đô, nếu mà chúng ta đăng ký một năm thì giá của nó sẽ là 19.95 đô la. Xin cảm ơn các bạn.